cái mà rất nhiều người không nhận ra đó là làn da là cơ quan lớn nhất của cơ thể chúng ta. Điều đó có nghĩa là làn da chúng ta hấp thụ tất cả những chất ô nhiễm độc hại có từ trong chế độ dinh dưỡng, không khí, nước, môi trường xung quanh và qua đó nhanh chóng tiếp cận trực tiếp vào máu của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ thứ gì chúng ta bôi chát hay tiếp xúc trên bề mặt da thì kết quả là chúng nó đi sâu bên trong cơ thể. Bạn có biết không, clo có trong nước là mối đe dọa sức khỏe đối với cả người lớn và trẻ em. Người sử dụng nước có clo hàng ngày trong đời sống có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn 93% so với bình thường. Và bạn có thực sự biết rằng là cơ thể chúng ta hấp thụ chất độc hại trong nguồn nước từ việc tắm rửa nhiều hơn là từ việc chúng ta uống nó? Bởi vì chỉ 10 phút tắm thôi thì chất độc hại trong nước mà cơ thể chúng ta hấp thụ nhiều hơn lượng chất độc hại chúng ta uống 8 cốc nước máy hàng ngày. Làn da của bạn hấp thụ hàng trăm những chất độc hại trong nước thông qua quá trình tắm mỗi ngày. Và đặc biệt khi bạn sử dụng nước nóng hay tắm hơi thì chúng ta đang hít và nuốt vào những luồng hơi, luồng khí độc vào trong cơ thể qua phổi của chúng ta. Thậm chí các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta hấp thụ khí độc hại khi chúng ta tắm vòi hay tắm bồn nhiều hơn 6 lần so với việc chúng ta uống nó hàng ngày. Điều đó có khủng khiếp với bạn không? Việc tắm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng báo động chloroform tại hầu hết các gia đình của Mỹ. Chloroform là một chất hóa học khi mà clo trong nước kết hợp với các cái thành phần hữu cơ thành một chất cực độc có khả năng gây ung thư. Nó cũng gây ra cái thiếu hụt vitamin E cho cơ thể, bệnh mãn tính, rối loạn chức năng gan và các bệnh liên quan đến hô hấp. Nếu chloroform là chất hóa học mà không được phép sử dụng trong sản xuất dược phẩm kể từ năm 2017, vậy thì việc hạn chế chất độc hại này trong nguồn nước máy sử dụng hàng ngày của chúng ta có đáng để bạn quan tâm? Và một thực tế đáng sợ nữa là việc tắm rửa với nguồn nước chứa clo và các chất độc hại là nguyên nhân gây ra các bệnh như rụng tóc, bệnh gầu, bệnh da đầu và nhiều vấn đề khác. Và nó cũng là nguyên nhân góp phần huyết tật trẻ sơ sinh, vấn đề răng miệng kém và gia tăng các cái dị ứng cho cơ thể. Vậy giải pháp lâu dài của chúng ta là gì? Đó là máy tắm Anespa của Aneric. Đó là một máy vòi tắm và tái tạo nguồn nước khoáng, đảm bảo chúng ta có một làn da khỏe mạnh, sạch sẽ, ngậm nước bằng cách loại bỏ toàn bộ clo và các tạp chất trong nước, đồng thời cung cấp những khoáng chất cần thiết quan trọng vào cho da và tóc. Và bằng cách sử dụng đá khoáng nóng đẳng cấp spa, thì với máy Anespa tái tạo nguồn nước khoáng nóng cho bạn, bạn sẽ cảm giác sự tận hưởng một cái spa đẳng cấp tuyệt vời mỗi khi chúng ta tắm hay tại nhà. Và nước khoáng nóng Anespa sẽ cung cấp cho bạn một làn da, một mái tóc tươi sáng ngậm nước mà bạn chưa từng có cảm nhận được trước đó. Và bằng việc không sử dụng bất cứ các chất độc hại nào, chúng tôi cam kết rằng bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt khi bạn ngâm người trong vòi nước tắm Anespa so với nguồn nước thông thường. Máy Anespa rất là dễ dàng lắp đặt và có thể kết nối với tất cả các cái đầu nước thông dụng trên toàn thế giới. Máy Anespa ra đời được cả phát minh vĩ đại, một sản phẩm hiện đại nhất của ngành công nghiệp tắm khoáng với hệ thống 4 nước, 4 chức năng. Nó cho phép các bạn dễ dàng chuyển đổi giữa việc dùng Anespa hay dùng vào nước thông thường. Quả thực không mấy ý nghĩa khi nếu bạn uống nguồn nước giàu khoáng chất nhất, khả năng thẩm thấu cao nhất cũng như giàu khí hydrogen nhất như là nước Kangen mà bạn để làn da của bạn hấp thụ toàn bộ chlorine và các tạp chất có hại trong nguồn nước qua việc tắm rửa. Hãy đầu tư Anespa để có một trải nghiệm sức khỏe một cách thực sự và một sự ngậm nước và tươi sáng cho làn da và mái tóc.